Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 9. Bài giảng đầu tiên trong khóa học này, cô đã trình bày cho các em những kiến thức liên quan tới căn bậc 2 và cách so sánh căn bậc 2 số học. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một dạng căn bậc 2 khác, đó là căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức, căn A bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của A. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu như thế nào được gọi là một căn thức bậc 2. Các em hãy chú ý vào các ví dụ sau. Căn của 2x bình trừ 3x cộng 1, căn của 6x mũ 5 trừ x mũ 3 cộng 7, hay là căn của 1 phần 2x cộng 1. Các biểu thức này đều được gọi chung là căn thức bậc 2. Căn thức bậc 2 sẽ được ký hiệu là căn A, trong đó A là một biểu thức và được gọi là biểu thức lấy căn hoặc là biểu thức dưới dấu căn. Đó là ký hiệu cho căn thức bậc 2. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bản chất căn thức bậc 2 là gì. Ta xét ví dụ như sau. Ta có biểu thức 2x cộng 1 tất cả mũ 4. Rất dễ dàng chúng ta sẽ thấy có hai biểu thức mà bình phương lên thì sẽ bằng biểu thức này. Đó là 2x cộng 1 tất cả bình phương và trừ 2x cộng 1 tất cả bình phương. Trong hai biểu thức này thì sẽ có một biểu thức mang giá trị âm và một biểu thức mang giá trị dương. Và khi đó cô sẽ định nghĩa biểu thức mang giá trị dương là căn thức bậc 2 của biểu thức 2x cộng 1 tất cả mũ 4. Và trong trường hợp này thì chúng ta nhận ra ngay 2x cộng 1 tất cả bình phương chính là căn bậc 2 của 2x cộng 1 tất cả mũ 4. Đối với biểu thức 2x cộng 1 tất cả bình phương, chúng ta thấy có hai biểu thức bình phương lên bằng chính biểu thức này, đó là 2x cộng 1 và trừ 2x cộng 1. Khác với ví dụ bên trên thì chúng ta đã xác định được ngay biểu thức nào mang giá trị âm, biểu thức nào mang giá trị dương. Ở bên dưới thì chúng ta chưa thể xác định được. Chính vì thế, để có thể chắc chắn lấy được giá trị dương, chúng ta sẽ phải cần đến một đối tượng, đó là trị tuyệt đối. Như vậy, đối với các biểu thức chưa biết dấu âm dương, chúng ta sẽ lấy giá trị tuyệt đối để biểu thị căn thức bậc 2. Từ đó thì chúng ta sẽ có những nhận xét như sau. Nhận xét đầu tiên, biểu thức bên trong căn thì phải luôn luôn không âm. Đúng như vậy, không có biểu thức nào mang giá trị âm mà lại là bình phương. Nhận xét thứ hai, đó là căn thức cũng luôn không âm. Theo đúng định nghĩa, chúng ta sẽ phải lấy biểu thức mang giá trị dương hoặc là bằng 0. Và từ cái ví dụ 2 thì chúng ta cũng sẽ suy ra được một hằng đẳng thức mà chúng ta sẽ sử dụng ở ngay phía sau của bài giảng này. Đó là hằng đẳng thức căn của A bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của A. Từ đó thì chúng ta sẽ suy ra được điều kiện xác định của căn bậc 2. Để căn A được xác định thì biểu thức A phải lớn hơn hoặc bằng 0. Các em hãy nhớ sau này chúng ta sẽ dùng rất nhiều tới điều kiện này. Để một căn thức bậc 2 xác định thì biểu thức lấy căn hoặc là biểu thức dưới dấu căn phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Áp dụng tính chất đó thì các em hãy làm bài toán tìm điều kiện xác định của biểu thức. Câu thứ nhất, tìm điều kiện xác định của A bằng căn của 5x trừ 12. Theo đúng nhận xét bên trên, để A xác định thì biểu thức dưới dấu căn hay 5x trừ 12 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Ta suy ra được 5x phải lớn hơn hoặc bằng 12 hay x lớn hơn hoặc bằng 12/5. Hoàn toàn tương tự như thế đối với câu B, căn của 4 trừ 2x. Để căn này xác định thì 4 trừ 2x phải lớn hơn hoặc bằng 0 và ta tìm được x phải nhỏ hơn hoặc bằng 2. Chúng ta sang câu tiếp theo. C bằng căn của 3x trừ 12 cộng với 2 căn của 2x trừ 1. Để biểu thức C được xác định thì cả hai biểu thức dưới hai dấu căn đều phải lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đó thì chúng ta có 3x trừ 12 lớn hơn hoặc bằng 0 và 2x trừ 1 cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Giải từng điều kiện thì ta suy ra được x lớn hơn hoặc bằng 4 và x lớn hơn hoặc bằng 1/2. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng trục số để có thể kết hợp được nghiệm. Đây là trục số điểm 4. Ta biểu diễn tập nghiệm x lớn hơn hoặc bằng 4. Sau đó ta tiếp tục biểu diễn tập nghiệm x lớn hơn hoặc bằng 1/2. Như vậy, sau khi kết hợp nghiệm, chúng ta suy ra được điều kiện xác định của C, đó là x phải lớn hơn hoặc bằng 4. Tương tự như vậy, với câu D, D bằng căn của 4 trừ x
trừ đi 3 căn của 2x trừ 4. Ta vẫn tìm điều kiện để đây xác định, đó là 4 trừ x lớn hơn hoặc bằng 0 và 2x trừ 4 cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Điều này suy ra x nhỏ hơn hoặc bằng 4 và x lớn hơn hoặc bằng 2. Ta tiếp tục dùng trục số để có thể kết hợp được hai điều kiện này. Đầu tiên, ta biểu diễn các điểm 2 và 4 trên trục số. Đây là tập nghiệm x nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đây là biểu diễn tập nghiệm x lớn hơn hoặc bằng 2. Như vậy, chúng ta thấy kết hợp hai điều kiện thì x phải lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đó chính là điều kiện xác định của D. Sau đây, chúng ta tìm hiểu sang hàng đẳng thức căn của A bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của A. Chúng ta nhắc lại tới khái niệm giá trị tuyệt đối. Với số hữu tỉ x thì trị tuyệt đối của x sẽ bằng x nếu như x lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng trừ x nếu như x nhỏ hơn 0. Đó là công thức duy nhất các em cần phải nhớ. Áp dụng đó thì chúng ta sẽ xác định giá trị tuyệt đối của các biểu thức. Biểu thức đầu tiên, trị tuyệt đối của căn 5 trừ căn 3. Bởi vì căn 5 lớn hơn căn 3 nên căn 5 trừ căn 3 sẽ lớn hơn 0. Như vậy, trị tuyệt đối của nó sẽ bằng chính nó và bằng căn 5 trừ căn 3. Ngược lại, trị tuyệt đối của căn 3 trừ căn 5 sẽ bằng số đối của nó và bằng căn 5 trừ căn 3. Câu C. Trị tuyệt đối của 2x cộng 2 với x lớn hơn hoặc bằng âm 1. Điều kiện của x chính là để chúng ta xác định được dấu âm dương của biểu thức bên trong giá trị tuyệt đối. Chúng ta nhận xét rằng với x lớn hơn hoặc bằng âm 1 thì 2x cộng 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, trị tuyệt đối của 2x cộng 2 sẽ bằng chính nó và bằng 2x cộng 2. Câu D. Trị tuyệt đối của x bình sẽ bằng chính x bình bởi vì x bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x. Chúng ta sang câu E. Trị tuyệt đối của 3x cộng 6. Ở đây không có bất cứ một điều kiện nào liên quan tới x. Chính vì thế, chúng ta phải xét thành hai trường hợp. Đầu tiên, ta thấy rằng 3x cộng 6 lớn hơn hoặc bằng 0 khi và chỉ khi x lớn hơn hoặc bằng âm 2. Như vậy, chúng ta xét hai trường hợp. Trị tuyệt đối của 3x cộng 6 sẽ bằng 3x cộng 6 nếu như x lớn hơn hoặc bằng âm 2 và bằng số đối của nó, tức là bằng âm 3x trừ 6 nếu như x nhỏ hơn âm 2. Như vậy, nếu như không có điều kiện của x để giúp em xác định được dấu của các biểu thức bên trong dấu giá trị tuyệt đối, thì các em cần phải chia thành hai trường hợp. Dạng thứ 3, chúng ta sẽ làm các bài toán liên quan tới hàng đẳng thức căn A bình bằng trị tuyệt đối của A. Bài toán thứ nhất, rút gọn, căn của căn 3 trừ căn 5 tất cả bình. Biểu thức này có dạng căn của A bình, áp dụng đúng hàng đẳng thức, nó sẽ có giá trị là trị tuyệt đối của căn 3 trừ đi căn 5. Bởi vì căn 3 nhỏ hơn căn 5, nên căn 3 trừ căn 5 sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy, trị tuyệt đối của nó sẽ bằng số đối của nó và bằng căn 5 trừ đi căn 3. Biểu thức thứ hai, căn của 4x bình cộng 4x cộng 1. Trước hết thì chúng ta sẽ biểu diễn nó thành bình phương. Nó sẽ bằng căn của 2x cộng 1 tất cả bình. Sau đó áp dụng hàng đẳng thức thì giá trị của căn này sẽ bằng trị tuyệt đối của 2x cộng 1. Sau đó chia ra theo đúng các trường hợp. Nó sẽ bằng 2x cộng 1 nếu như x lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 và bằng số đối, tức là bằng trừ 2x trừ 1 nếu như x nhỏ hơn âm 1 phần 2. Câu tiếp theo, cho biểu thức h bằng 3x cộng 1 cộng với căn của x bình cộng 2x cộng 1. Yêu cầu đầu tiên, rút gọn h. Yêu cầu thứ hai, tìm giá trị của h khi x bằng 3. Các em hãy cùng làm ra nhé. Ta có lời giải của bài toán như sau. Đầu tiên, ta sẽ viết biểu thức bên trong căn thành bình phương. Sau đó, áp dụng hàng đẳng thức thì h sẽ bằng 3x cộng 1 cộng với trị tuyệt đối của x cộng 1. Tiếp tục, chia thành các trường hợp. Với x lớn hơn hoặc bằng âm 1 thì trị tuyệt đối của x cộng 1 sẽ bằng chính nó. Biểu thức h lúc này sẽ bằng 4x cộng 2. Ngược lại, với x nhỏ hơn âm 1, trị tuyệt đối của x cộng 1 sẽ bằng số đối của nó và biểu thức h bằng 2x. Câu B, tìm giá trị của h khi x bằng 3.
Ta thấy rằng 3 thì lớn hơn âm 1, như vậy ta sẽ thay h ở trường hợp 4x cộng 2. Thay x bằng 3 thì h sẽ bằng 14. Và câu cuối cùng, tìm x. Căn của 9x bình cộng 6x cộng 1 bằng căn của 3x cộng 1. Đầu tiên chúng ta xét tới điều kiện 3x cộng 1 phải lớn hơn hoặc bằng 0 hay tương đương với x lớn hơn hoặc bằng âm 1/3. Đây ta nhìn thấy ngay nó là một bình phương, như vậy không cần phải xét điều kiện. Phương trình bên trên sẽ tương đương với việc biến đổi 9x bình cộng 6x cộng 1 thành bình phương. Sau đó áp dụng hàng đẳng thức, căn của A bình phương sẽ bằng trị đới của A. Bởi vì 3x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0, như vậy chúng ta sẽ thấy phương trình trên tương đương với 3x cộng 1 bằng căn của 3x cộng 1. Điều này xảy ra khi và chỉ khi 3x cộng 1 bằng 0 hoặc 3x cộng 1 bằng 1, ta tìm được hai giá trị của x thỏa mãn điều kiện là x bằng 0 và x bằng âm 1/3. Như vậy bài toán này cho ta hai đáp số x bằng 0 hoặc x bằng âm 1/3. Bài giảng ngày hôm nay, cô đã trình bày cho các em các kiến thức liên quan tới căn thức bậc 2 cũng như cách sử dụng dấu giá trị tuyệt đối vào hàng đẳng thức căn của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận phía dưới. Nếu như có thắc mắc hoặc những câu hỏi hay, các em có thể đăng lên mục thảo luận. Bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi để có thể nhận được những thông tin sớm nhất về bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!